Hợp tác xã An Điền chuyên chăn nuôi sản xuất các sản phẩm về ruồi đánh đen, nhất là sản phẩm về trứng. Chúng tôi ship hàng toàn quốc qua cả Lào và Campuchia. Rồi hôm nay các bạn xin lỗi vì list khách hàng quá đông, quá nhiều, cho nên chúng tôi hôm nay cũng phục vụ được khoảng mấy chục đơn này. Đây là thành quả của ngày hôm nay, và chúng tôi mỗi ngày mỗi tăng tiến. Chúng tôi đang xây dựng thêm chuồng trại và mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu của các khách hàng, từ những khách hàng mua lần đầu cho đến những khách hàng đã mua nhiều lần. Đây, các bạn nào có tên thì chúng tôi sẽ tiến hành dán mã giao hàng tiết kiệm, sẽ dán mã đóng gói và lên đường ngay trong đêm hôm nay. Đây các bạn Vũng Tàu, bạn Ân Hà Nội, các bạn Bon Bình Dương, chúng tôi sẽ có mã số đang chuẩn bị dán vào. Rồi 10 gram, Anh Đồng Nai Lành Bắc Bó, wow. Nói chung là từ Bắc chí Nam khắp các tỉnh thành ngay gần như Hồ Chí Minh, Anh Hợp Hải Phòng, Yến Lào Cai, Yến Lào Cai, rồi Bình Thuận. Chúng tôi ship hàng toàn quốc từ địa đầu Tổ quốc cho đến mũi Cà Mau, cho nên các bạn nào có những câu hỏi là ví dụ như ở Bình Thuận có ship được hay không thì các bạn hãy xem livestream này. Long An gần như là cũng rất nhiều tỉnh thành, có cả Hồ Chí Minh, có cả là Thanh Hóa đây, rất nhiều, gần như là khắp các tỉnh thành. Chúng tôi gần như là mỗi một ngày đều ship hàng đến nhiều nơi, Tiền Giang, Đồng Nai, Long Nghĩa Bình, Đồng Nai. Đây các bạn thấy là Quảng Nam, Quảng Nam rồi Quảng Ngãi kế bên, Kiên Giang, Vũng Tàu. Gần như một ngày chúng tôi đều nhớ đến nhiều địa danh, cũng mấy chục địa danh trong nước chúng ta. Vĩnh Long cũng có đây. Vâng, cho nên là chúng tôi đang cố gắng mở rộng quy mô sản xuất để càng ngày đáp ứng nhanh gọn, không phải nợ đơn. Mong các bạn thông cảm, chúng tôi rất cố gắng, rất mong muốn đáp ứng nhu cầu của các bạn. Rồi mong các bạn thông cảm, các bạn hãy share livestream này cho nhiều người được tiếp cận, và chúng tôi sẽ đáp ứng nhu cầu của các khách hàng gần xa. Các bạn hãy share livestream và tag tên những người bạn đang có nhu cầu để họ có thể tiếp cận kết nối với chúng tôi, để chúng tôi cung cấp những cái sản phẩm về ruồi đánh đen, nhất là trứng. Chúng tôi ship hàng khắp cả nước và qua cả Lào và Campuchia, qua những tuyến đường xe, tuyến đường, những tuyến bay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm chia sẻ. Các bạn có nhu cầu xin hãy liên hệ số điện thoại 0968 869 708 hoặc số 0918 260 579. Xin lỗi nha, và số là 0931 751 808. Đây là những đơn hàng 50 gram. Còn lại là những đơn hàng 10, 20, 30. Và có những đơn hàng, đây là đơn hàng của anh Thống 100 gram. Thì mình đóng lại thành một bưu kiện để đỡ thuận tiền ship của anh. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm chia sẻ. Xin chào. Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng các nhu cầu của các bạn. Các bạn hãy share livestream này để nhiều người
bạn của bạn kết nối với chúng tôi để chúng tôi cung cấp những sản phẩm về rùi đính đen, nhất là trứng cho toàn quốc. Như các bạn thấy đây có cả Thanh Hóa rồi Hải Phòng rồi vân vân. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm chia sẻ. Các bạn trao đi là các bạn nhận lại. Cảm ơn các bạn. Xin chào.